4 tập mới của Về Nhà Đi Con sẽ không phát sóng trên VTV1, thưa quý vị và các bạn. Các diễn viên đã hoàn thành ngoại truyện Về Nhà Đi Con, nhưng 4 tập phim sẽ không phát sóng nối tiếp trên VTV1. Ngày 29 tháng 7, các diễn viên chính của phim Về Nhà Đi Con bắt đầu được triệu tập để thực hiện phần ngoại truyện của phim. Theo thông tin mới nhất thì hiện nay, phần quay của 4 tập phim đã hoàn thành và đang tiến hành dựng để kịp ra mắt khán giả ngay sau khi kết thúc phát sóng tập cuối cùng vào ngày 12 tháng 8 tới. Dù các diễn viên đều vướng lịch riêng như Trung Anh, Bảo Thanh tham gia vở thực cảnh Tinh Hoa Bắc Bộ, Thu Quỳnh vẫn đảm bảo tập luyện và diễn kịch tại Nhà hát Tuổi Trẻ, nhưng tất cả đều dồn sức để hoàn thành 4 tập ngoại truyện Về Nhà Đi Con. Diễn viên Quốc Trường phải sắp xếp công việc kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh để bay ra Hà Nội diễn tiếp vai Vũ. Dù vẫn có sự xuất hiện của dàn diễn viên chính được yêu thích như Trung Anh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân, Quang Anh, Tuấn Tú, Quốc Trường, nhưng nội dung của phần ngoại truyện được phát triển độc lập. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ekip làm phim vẫn giữ kín thông tin về các tập mới quay này. Trái với dự đoán của nhiều người trước đó, 4 tập ngoại truyện Về Nhà Đi Con sẽ không nối sóng VTV1 ngay sau tập 85, cũng là tập cuối chính thức phát sóng vào ngày 12 tháng 8 tới, mà chỉ sẽ phát sóng trên các nền tảng số của VTV. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có lịch công chiếu cụ thể của 4 tập Về Nhà Đi Con ngoại truyện. Về Nhà Đi Con ngoại truyện xuất hiện bóng hồng mới tình tứ bên Vũ. Nhân vật do Kim Oanh thủ vai trong phần ngoại truyện khiến khán giả tò mò về mối quan hệ với Vũ. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh và Bảo Thanh tiết lộ rằng ekip của Về Nhà Đi Con đang có mặt tại một số vùng lân cận Hà Nội để thực hiện cảnh quay cho phần ngoại truyện của phim. Dự kiến là sẽ có 4 tập, tuy nhiên nhà sản xuất vẫn chưa tiết lộ cụ thể số tập và thời gian lên sóng. Quốc Trường đăng bức ảnh cùng dòng chia sẻ: "Bố mẹ thế này, để con bảo sao không đẹp." Không biết nhân vật của nghệ sĩ Triều Xuân có vai trò gì mà lại được Vũ gọi là mẹ cùng bố Sơn. Đáng chú ý là sự góp mặt của Kim Oanh, nữ diễn viên trong Những Cô Gái Trong Thành Phố. Nhiều người dự đoán phần ngoại truyện sẽ là dự án quy tụ nhiều nhân vật ở những tác phẩm hot thời gian qua như Chạy Trốn Thanh Xuân, Những Cô Gái Trong Thành Phố. Nhân vật của Kim Oanh có lẽ nào sẽ lại chen vào tình cảm của Thư và Vũ. Có thể thấy ngoại hình của Quốc Trường cũng thay đổi khi quay ngoại truyện. Khán giả vẫn mong Thư và Vũ sẽ tái hợp trong phần ngoại truyện. Tuấn Tú không còn để dâu quai nón trong phần ngoại truyện. Bên cạnh anh, Bảo Hân và Quang Anh xuất hiện một cô gái cũng chưa rõ danh tính hay sẽ đóng vai gì trong phim. Giả thuyết ngoại truyện Về Nhà Đi Con xuất hiện Em Gái Mưa của Vũ, bồ Bảo không phải là tomboy loi choi. Dựa vào một số hình ảnh hậu trường mà các diễn viên của Về Nhà Đi Con đăng tải, có thể đoán được phần nào mốc thời gian của phần ngoại truyện. Theo những hình ảnh mà các diễn viên của Về Nhà Đi Con đã đăng tải trên trang cá nhân, thì phần ngoại truyện nhiều khả năng sẽ diễn ra vào thời gian khi Bảo đi du học về cùng với cô bạn gái mới không phải là Dương. Vậy là không cần nhà sản xuất chính thức xác nhận việc Về Nhà Đi Con chính thức bấm máy ngoại truyện, mà chính các diễn viên trong phim đã vô tình làm việc đó. Trong ngày 2 tháng 8, Quốc Trường đã chia sẻ một video lên kênh YouTube riêng của mình, tiết lộ với người xem rằng anh đã trở lại Hà Nội để tham gia bấm máy cho 4 tập Về Nhà Đi Con ngoại truyện. Đồng thời, cũng trong đoạn video xuất hiện Bảo Thanh và chồng. Cả hai người cùng đưa Quốc Trường đi ăn trưa khi anh chàng công bố về 4 tập ngoại truyện của Về Nhà Đi Con. Mốc thời gian của Về Nhà Đi Con ngoại truyện. Theo những hình ảnh mà ekip diễn viên đã tiết lộ trước trên trang cá nhân, thời điểm diễn ra phần ngoại truyện sẽ là khoảng 4-5 năm sau khi đi du học. Bảo sẽ về nước thăm gia đình và lần nữa lại va vào câu chuyện tình rắc rối của hai họ nhà ông Sơn và ông Quốc và nhà vợ chồng Thư Vũ. Lúc này rất có thể diễn ra những chuyện như sau: Vũ và Thư sống hạnh phúc và hòa thuận bên nhau. Vì chuyện gia đình cơm lành canh ngọt nên có vẻ như Vũ khá thoải mái đầu óc, tới mức đi cắt một kiểu đầu rất xịt tin mái ngố. Kiểu tóc mới, tạo hình mới đã xóa sổ hình ảnh Vũ sở khanh ngày nào, thay vào đó là một người đàn ông rất vui và trẻ con. Tạo hình của Quang Anh trong phần ngoại truyện cũng khiến chúng ta đoán được rằng mốc thời gian đó sẽ không lâu. Sau khi anh chàng này đi du học, kiểu tóc của Bảo vẫn không thay đổi nhiều so với trước kia, khi Quang Anh vẫn còn chưa tạm biệt bố đi ra một nước ngoài. Ngoại hình của Thư và bố Sơn cũng không thay đổi quá nhiều, nên cũng có thể suy ra thời gian trôi qua chưa bao lâu kể từ khi Về Nhà Đi Con chính thức kết thúc. Bảo dẫn về bạn gái mới, ông Sơn có vợ hai và không phải cô Hạnh bán hoa.
Phần ngoại truyện của Về Nhà Đi Con có lẽ sẽ chính thức xóa sổ ước mơ về cặp chim di Dương Bảo trong lòng các fan. Trong những bức ảnh hậu trường mà dàn diễn viên tung lên Facebook, xuất hiện một cô nàng diễn viên mới, Lena. Nói ngắn gọn, Lena là gương mặt quen thuộc với khán giả qua phim truyền hình Mẹ ơi bố đâu rồi. Trong đó, cô nàng vào vai cô con gái út Dương của gia đình. Ở bức ảnh được các diễn viên tung lên mạng xã hội, cô nàng xuất hiện cùng với bố con ông Quốc và Dương. Có khả năng Lena sẽ là cô em gái cùng mẹ khác cha do mẹ Bảo sinh ra nay về Việt Nam chơi, hoặc khủng khiếp hơn, Lena có thể là bạn gái ở nước ngoài của Bảo về ra mắt bố chồng. Ngoài Lena, phần ngoại truyện của Về Nhà Đi Con còn có sự tham gia của khá nhiều gương mặt mới. Ví dụ như nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân có một số hình ảnh tham gia phần ngoại truyện bên cạnh ông Sơn. Từ đây, có thể đặt ví dụ là nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân có thể sẽ là vợ hai của bố Sơn Xuân. Dĩ nhiên là cô Hạnh và anh Hoa không thể nào thành đôi với bố Dương vì đó sẽ là một nghịch lý khổng lồ của Về Nhà Đi Con. Cô Hạnh không thể thấy chỗ cho người đàn bà giống mình như hai giọt nước. Ngược lại, nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân là một lựa chọn khá cân bằng về diễn xuất khi đứng bên cạnh bố Sơn Xuân. Nhân vật bí ẩn là con gái thứ tư của bố Sơn Xuân hay vợ tình chị duyên em với Vũ. Ngoài nghệ sĩ Triều Xuân, Về Nhà Đi Con ngoại truyện còn có sự xuất hiện của Kiều Anh. Cô từng tham gia vào phim truyền hình Những Cô Gái Trong Thành Phố. Sang đến Về Nhà Đi Con, Kiều Anh lại xuất hiện bên cạnh Quốc Trường. Tạo hình của Kiều Anh trông có vẻ khá ngây thơ, đáng yêu, ra dáng con nhà hiền lành, tử tế. Điều này đặt ra câu hỏi rất lớn về vai trò của cô trong phim. Tại sao bên cạnh Vũ đã có thư rồi mà còn xuất hiện thêm một cô bé ngây thơ đáng yêu nữa? Có thể nào Kiều Anh sẽ trở thành em gái mưa với Vũ? Sở thanh ngày nào cô sẽ là gương mặt tiếp theo khiến khán giả phải tức lột tiết? Cũng có vài bức ảnh cho thấy Kiều Anh có cùng phân đoạn với nghệ sĩ Triều Xuân, nên cũng có khả năng Kiều Anh là con riêng của vợ mới ông Sơn hoặc con chung của cả hai người. Trong những hình ảnh hậu trường của Về Nhà Đi Con ngoại truyện xuất hiện một bức ảnh chụp màn hình theo dõi, trong đó ông Sơn và vợ tạm cho là như vậy đến thăm nhà của Vũ. Vậy mà người phụ nữ ra đón hai người lại là nhân vật của Kiều Anh chứ không phải là Thư. Rõ ràng là Thư có sự xuất hiện trong phần ngoại truyện, nên tại sao cô gái mới mẻ này lại ở bên cạnh Vũ? Ở các bức ảnh khác cũng thấy cô gái này có khá nhiều giai đoạn đóng cặp với Quốc Trường. Những chi tiết này đưa ra một giả thuyết hơi ngớ ngẩn nhưng hợp lý. Đó là Kiều Anh bằng cách nào đó lại trừng nhà với Vũ và thay mặt Thư đón tiếp bố Sương Xuân và vợ. Cô có thể sẽ thay mặt Thư chăm sóc Vũ tạm thời một kiểu tình chị duyên em như Thúy Vân, Thúy Kiều, Kỳ Cùng. Người cũ trở về, anh Khải mũ côi. Ngoài những gương mặt mới tham gia vào chuyện Về Nhà Đi Con thì có khả năng sẽ có một gương mặt cũ sẽ trở lại, đó là Khải mũ côi. Nói gương mặt cũ là vì trong tập 72, lần trở lại chất nhóm của Khải đã cho thấy anh đã thay đổi phong cách ăn mặc. Không còn mũ cối nữa mà biết mặc sơ mi trắng, râu ria gọn gàng lịch sự. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.